là thầy của Phúc, chị nghĩ đúng nên là cái việc này cũng hơi bất ngờ, và cái sự lựa chọn về giám khảo của chương trình chị cũng thấy bất ngờ. Nhưng mà đầu tiên là mình phải đặt vào cái tiêu chí của chương trình đó là gì. Tâm không có phán xét và cũng không bao giờ nói ai xứng đáng hay không xứng đáng ngồi trên cái ghế nào. Họ phải có lý do gì họ mới ngồi ở đó. Giống như có cái câu nói là nếu mà phục không phục thì họ cũng đã ngồi đó rồi. Đó là cái câu nói các bạn hay nói đúng không? Rồi bây giờ mình nói sâu hơn một chút xíu. Cái chương trình đó người ta phục vụ cho cái gì? Khán giả trẻ hay là khán giả lớn tuổi? Khán giả trẻ giờ. Rất trẻ đúng không? Vậy thì khán giả rất trẻ bây giờ người ta thích cái gì? Sơn Tùng hay Nước Phước Thịnh hay Isaac hay Đức Phúc? Đức Phúc dấu chấm hỏi vậy? Đức Phúc dấu chấm hỏi là gì? Nghĩa là chưa chắc là khán giả thích, khán giả trẻ sẽ thích là. À rồi ok. Vậy thì cái người mời họ cảm nhận được Phúc ngồi đó được thì trước mắt mình hãy tôn trọng chuyện đó đã. Rồi bây giờ mình bàn đến, và cái việc thứ hai, Phúc phải tự biết nên nhận lời hay không. Nếu mà Phúc cảm thấy rằng là tôi hoàn toàn có thể làm được thì em ấy có thể làm. Em ấy có thể không có nhiều kinh nghiệm hơn người khác, em ấy có thể không hát hay hơn người khác, kỹ thuật cũng có thể còn yếu, nhưng em ấy đã có quá trình qua một cái cuộc thi, em ấy có kinh nghiệm, em ấy có một sự trải nghiệm, một sự đau khổ của cái sự chê bai, em ấy có sự trải nghiệm của sự thành công khi bước lên một đỉnh vinh quang mà người ta vẫn dòm ngó, và em ấy có một sự lột xác để trở thành một người mà sau khi tôi đẹp lên anh mới nghe giọng hát của tôi, thì tất cả những một vốn sống đó đủ để có thể ngồi cái ghế đó để nói chuyện với tất cả những cái thí sinh bước vào cái cuộc thi đó rồi. Bây giờ mình bàn về vấn đề chuyên môn, sẽ có rất là nhiều người tranh cãi đó là lỗi của Phúc. Phúc nhận cái chương trình đó người ta chê là ráng chịu, nhưng thí sinh bước lên đó mà chê là không được. Bởi vì thí sinh chê thì đừng có đi thi, còn bước vào cuộc thi là phải chấp nhận cuộc chơi. Tôi ngồi trên tôi có thể nói xuống và tôi chọn chị hay không. Còn bây giờ các bạn đi thi mà cứ lên cứ nói tôi không phục. Không phục, bạn không phục thì bạn ngon ngồi lên đây đi. Không phục thì đi thi làm cái gì? Tự lo bản thân mình đi, không phục cái gì, đúng không? Còn bây giờ Phúc nó nói không hay, không có chuyên môn gì cả là bởi vì nó yếu, nó kém. Như vậy thì khán giả xung quanh họ sẽ có cái nhìn về Phúc, chứ không đợi thí sinh. Thí sinh mình không bàn ở đây, đã là thí sinh là phải thua Phúc hết. Giờ chị có giỏi mấy đi chăng nữa mà chị bước vô là thí sinh, chị vẫn phải thua giám khảo, không bàn cãi. Nhưng đó mà, là cái nhưng mà cái Phúc có